Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương phát triển mô hình chăn nuôi Việt Gáp. Xã Quang Hưng, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên có nhiều mô hình kinh tế cho thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Bắc Ninh hoàn thành các dự án cấp nước sạch cho người dân nông thôn. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Ninh Bình nâng cao chất lượng y tế học đường. Nam Định chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt an ninh trật tự, an toàn trường học cho học sinh. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, tỷ lệ cơ giới hóa trong khâu làm đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã đạt 100%. Khâu thu hoạch đạt 80%, khâu gieo trồng cũng được cơ giới hóa khoảng 40%. Nhờ tăng tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất, nên tỷ lệ lao động nông thôn từng bước được chuyển dịch sang lĩnh vực công nghiệp dịch vụ. Hiện nay, tỷ lệ lao động nông nghiệp trên tổng lao động năm 2017 còn 31,97%, giảm 23,45% so với năm 2018. Nắm bắt xu thế của thị trường, trong 2 năm trở lại đây, với sự hỗ trợ của cơ quan chuyên môn, một số trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã ứng dụng công nghệ cao, áp dụng quy trình Việt Gáp vào chăn nuôi, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm, tạo sức cạnh tranh và ổn định đầu ra, hướng tới phát triển chăn nuôi bền vững. Hiện tại, trên địa bàn huyện Nam Sách có 2 trang trại áp dụng quy trình chăn nuôi Việt Gáp được cấp giấy chứng nhận và 2 trang trại đang phấn đấu được công nhận trong năm nay. Mặc dù mới triển khai từ đầu năm 2017, nhưng hầu hết các chủ trang trại đã thấy được lợi ích từ việc áp dụng quy trình chăn nuôi Việt Gáp. Sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ từ giống đầu vào, thức ăn chăn nuôi, việc tiêm phòng vệ sinh chuồng trại nên tạo được nhiều lợi thế cạnh tranh hơn trên thị trường. Huyện Nam Sách đang tập trung nhiều giải pháp hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi áp dụng quy trình này nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hạn chế dịch bệnh, giúp cho người chăn nuôi nâng cao thu nhập. Trên cơ sở các cái hộ mẫu, khuôn mẫu của tỉnh đã triển khai, đã hỗ trợ, thì chúng tôi tiếp tục tuyên truyền các cái hộ chăn nuôi lợn và cả cả các hộ chăn nuôi gia cầm sẽ cố gắng phấn đấu các cái tiêu chuẩn theo cái hướng định hướng của chăn nuôi Việt Gáp để làm sao mà các cái hộ trong cái thời gian sớm nhất sẽ đạt được các cái tiêu chí của hộ chăn nuôi Việt Gáp. Trên cơ sở đó sẽ đề nghị với lại các cái cơ quan chức năng, ngành dọc của cấp trên và xem xét cụ thể và sẽ cấp cái chứng chỉ cho các cái hộ đạt cái tiêu chí chăn nuôi theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp để trên cơ sở đó để có cái bà con có cái sản phẩm sạch để có thể có thương hiệu để xuất bán ở thị trường đạt được cái tiêu chuẩn của các cái hộ chăn nuôi tiêu chuẩn sạch đáp ứng đúng nhu cầu của người tiêu dùng. Để chăn nuôi theo quy trình Việt Gáp phát huy hiệu quả và được nhân rộng, huyện Nam Sách và các hộ chăn nuôi mong muốn nhà nước có chính sách ưu đãi khuyến khích doanh nghiệp xây dựng khu giết mổ tập trung, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và xây dựng hệ thống tiêu thụ sản phẩm thịt an toàn, đồng thời có giải pháp quản lý chặt chẽ thị trường để người tiêu dùng phân biệt rõ sản phẩm được chứng nhận Việt Gáp và chưa được chứng nhận Việt Gáp. Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở xã Quang Hưng, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên phát triển kinh tế trang trại, nhiều mô hình cho thu lãi trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Toàn xã Quang Hưng hiện có hơn 100 trang trại, trong đó 10 mô hình kinh tế cho doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Tiêu biểu là mô hình nuôi thả thủy sản của ông Lưu Văn Dũng ở thôn Quang Xá cho doanh thu trên 5 tỷ đồng một năm. Mô hình VAC của ông Vũ Hồng Ngân ở thôn Thọ Lão cho thu từ 1 đến 2 tỷ đồng một năm. Mô hình thả cá và nuôi vịt của ông Hà Huy Thư thôn Quang Xá cho thu trên 1 tỷ đồng một năm. Các mô hình trang trại đã liên kết với nhau, thành lập 2 hợp tác xã kiểu mới là hợp tác xã Thủy sản Hưng Phát và hợp tác xã Nông nghiệp và Thủy sản Hưng Thịnh, cùng nhau mở rộng thị trường, nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm. Nuôi cá ao nổi đang là hướng đi được người dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình lựa chọn để phát triển kinh tế, bởi những ưu điểm không phá vỡ hiện trạng đồng ruộng, giảm chi phí nuôi, hạn chế dịch bệnh và cho năng suất cao. Năm 2016, huyện Yên Mô đã xây dựng mô hình ao nổi đầu tiên với quy mô 5 hectare ở xã Yên Thái và Yên Thắng. Từ hiệu quả của mô hình, Yên Mô đã tuyên truyền phát triển mô hình ở nhiều xã như Yên Hòa, Yên Đồng, Khánh Thượng với hơn 35 hectare ao nổi cho giá trị thu hoạch từ 300 đến 600 triệu đồng một hectare. Mô hình này giúp người nuôi kiểm soát, khống chế tốt môi trường nước, dịch bệnh, tăng mật độ, năng suất nuôi, giảm thiểu tối đa chi phí sản xuất. Công ty trách nhiệm hữu hạn giống thủy sản Hải Long, xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình phát triển thành công con giống các loại cá biển và ngao.
đã đạt được mục tiêu trở thành một trong những trung tâm phối giống thủy sản trên cả nước. Công ty trách nhiệm hữu hạn giống thủy sản Hải Long tại xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, trước đây vốn là cơ sở sản xuất hải sản với các loại cá thịt cung cấp cho thị trường. Song hiện nay, công ty đã chuyển hướng đầu tư sang các sản phẩm con giống với chủ lực là cá vược, cá song, cá chim biển và cá sủ. Ngoài ra, trên diện tích hơn 7 hectare, công ty trách nhiệm hữu hạn giống thủy sản Hải Long còn đang nuôi khoảng 500 triệu con ngao giống và 20 tấn tôm thịt. Với mục tiêu trở thành một trong những trung tâm phân phối cá biển giống lớn trên cả nước, công ty đang tiếp tục đầu tư công nghệ hiện đại cùng kỹ sư chuyên ngành để mở rộng quy mô sản xuất, tập trung vào những dòng cá chủ lực mà thị trường quan tâm. Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, tỉnh Bắc Ninh đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng các nhà máy xử lý nước sạch, qua đó góp phần xóa dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, hướng dần tới xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020. Công trình cấp nước sạch nông thôn là hạ tầng quan trọng nhằm nâng cao sức khỏe người dân, bảo đảm công tác an sinh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Chính vì vậy, những năm qua, bằng các nguồn vốn khác nhau, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung nhiều giải pháp nguồn lực để phát triển mạng lưới cấp nước sạch nông thôn. Cụ thể, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Bắc Ninh đã đầu tư xây dựng 19 công trình cấp nước sạch tập trung công suất lớn. Cùng với đó là các trạm đấu nối, tăng áp để cấp nước tới từng xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Song song với đó là thực hiện các giải pháp, mô hình quản lý kinh doanh theo hướng chất lượng, hiệu quả. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nên tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch ngày càng được nâng cao. Sự quan tâm đầu tư của nhà nước về nước sạch sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Tuy nhiên, việc sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và việc nâng cao ý thức của người dân gìn giữ, bảo vệ môi trường là hết sức cần thiết, thì khi đó, vấn đề nước sạch vệ sinh môi trường mới đem lại ổn định và bền vững. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ nổi tiếng với nhiều bài thuốc gia truyền đặc trị các bệnh dạ dày, viêm gan, lương y Nguyễn Hùng Tuấn ở thôn Tuyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên còn được nhiều người biết đến với hoạt động thiện nguyện khám chữa bệnh bốc thuốc miễn phí cho người nghèo. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống 4 đời làm nghề thuốc đông y, ông nội và cha đều là những thầy thuốc có tiếng trong vùng. Lương Y Tuấn đã kế thừa được nhiều bài thuốc gia truyền, trong đó có bài thuốc chữa khỏi cho nhiều người mắc các bệnh về gan như men gan cao, gan nhiễm mỡ. Ngoài việc học nghề từ cha ông của mình, ông Tuấn còn theo học trường trung cấp y dược Tuệ Tĩnh, tìm đọc nhiều cuốn sách về y thuật để kết hợp các phương pháp trị bệnh. Ông trực tiếp bắt mạch, bốc thuốc cho người bệnh. Sau một tháng sử dụng thuốc, bệnh nhân phải đi xét nghiệm tại các bệnh viện và đưa kết quả đến kiểm tra lại để điều chỉnh thuốc uống. Gần 15 năm nay, bất kỳ bệnh nhân nào tìm đến cũng đều được ông Tuấn tận tình khám chữa. Những bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn được ông thăm khám, cấp thuốc miễn phí. Được sự giáo dục của cha ông, nhất là của cha mẹ cũng để lại. Cho nên là mình thấy làm một cái việc từ thiện mặc dù cũng không nhiều, nó chỉ một chút ít thôi, nhưng mà mình không cầu mong bất cứ một cái gì cả. Đấy, với phương châm là cho đi là còn mãi, sẽ cống hiến hết mình. Đến khi nào mà không còn sức lực để tham gia nữa thì thôi. Đều đặn một năm hai lần, ông Tuấn lại cùng các thành viên trong tổ y tế thiện nguyện thôn Tuyên Yên tổ chức khám bệnh định kỳ, cấp phát thuốc miễn phí cho các cụ cao tuổi tại địa phương. Hiện ông còn tham gia vào nhóm thiện nguyện Nghĩa Phương, huyện Văn Lâm, thường xuyên triển khai nhiều hoạt động khám chữa bệnh, tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng sách, áo ấm cho trẻ em vùng cao, trở thành cầu nối, gắn kết những người có tấm lòng thiện nguyện. Năm học 2018-2019, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định về công tác y tế trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế phối hợp tăng cường hiệu quả hoạt động y tế trường học. Trong năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế phối hợp triển khai thực hiện các quy định và mẫu sổ theo dõi sức khỏe học sinh, tổ chức các hoạt động phòng chống các dịch bệnh tật trong trường học và các dịch bệnh mới xuất hiện, tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể trong nhà trường, tiếp tục thực hiện có hiệu quả và giám sát chặt chẽ các hoạt động của công tác nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2016-2020.
Các cơ sở giáo dục có kế hoạch kiểm tra định kỳ sức khỏe của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, ngành giáo dục đào tạo và các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến cha mẹ học sinh, sinh viên và vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu đến cuối năm 2019 đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Cùng với việc đầu tư hệ thống cơ sở vật chất phục vụ dạy học, những năm qua, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Ninh Bình đã nâng cao chất lượng thiết bị y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Hiện tại, toàn tỉnh có 352 cán bộ y tế tại 442 trường học, trong đó bậc học mầm non có 88 cán bộ, bậc tiểu học có 133 cán bộ, bậc trung học cơ sở có 142 cán bộ. Các trường đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, có đầy đủ sổ sách theo dõi sức khỏe, đúng quy định và đã thông báo đầy đủ kịp thời đến phụ huynh học sinh về tình hình sức khỏe cũng như những yếu tố nguy cơ. Ngoài ra, các trường trên địa bàn tỉnh còn tập trung triển khai có hiệu quả công tác vệ sinh phòng chống dịch, công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho học sinh. Đến nay, chất lượng công tác y tế học đường dần được nâng lên, tỷ lệ học sinh khám sức khỏe định kỳ cao. Thực hiện có hiệu quả hoạt động y tế học đường sẽ góp phần giúp giáo viên và học sinh an tâm trong giảng dạy và học tập, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trên quốc lộ 5 có nhiều điểm giao cắt, người tham gia giao thông, trong đó có không ít học sinh hàng ngày đi sang đường phải đối mặt với nguy hiểm rình rập. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương. Trên quốc lộ 5 đoạn qua tỉnh Hải Dương có hàng chục điểm đen về tai nạn giao thông, nhất là các điểm giao cắt gần các trường học, khu dân cư thường xuyên có lượng lớn học sinh, công nhân qua đường. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, ngoài các em được bố mẹ đưa đón, hệ thống các cầu vượt dọc tuyến quốc lộ này cũng đã phát huy tác dụng, bởi đi bộ qua cầu vượt sẽ là biện pháp an toàn cho các em khi sang đường. Hiện nay, cạnh tuyến quốc lộ 5 qua địa bàn các huyện Bình Giang, Cẩm Giàng, thành phố Hải Dương và huyện Kim Thành có cả chục trường học. Vì vậy, đảm bảo an toàn cho học sinh là việc làm rất cần thiết. Ngay từ đầu năm học, thì phòng giáo dục đào tạo cũng đã chỉ đạo các nhà trường làm tốt công tác giáo dục về luật an toàn giao thông thông qua các cái bộ môn văn hóa trong các nhà trường. Thế và tổ chức các cái hoạt động về các cái cuộc thi cho các em học sinh để tăng thêm cái sự hiểu biết cũng như là cái kỹ năng để phòng tránh các cái tai nạn giao thông. Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh trên đường tới trường, rất cần được sự quan tâm không chỉ riêng gia đình, nhà trường mà còn cần sự quan tâm của toàn xã hội, đặc biệt là vai trò quan trọng của các địa phương và ngành giáo dục. Bước vào năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định chỉ đạo các nhà trường, các đơn vị giáo dục thực hiện tốt công tác quản lý và giáo dục học sinh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Bước vào năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường tổ chức tuần lễ sinh hoạt học đường nhằm giúp học sinh làm quen với môi trường giáo dục mới, với thầy cô giáo, bạn bè, điều kiện học tập, phương pháp giáo dục và cách đánh giá kết quả giáo dục trong nhà trường. Xây dựng mối quan hệ giữa các khối lớp trong nhà trường, tạo tình cảm, niềm tin của học sinh đối với trường lớp thầy cô và bạn bè trong môi trường học tập rèn luyện thân thiện, tích cực và hiệu quả. Nâng cao nhận thức của học sinh về truyền thống của nhà trường, tiếp cận với các điều kiện về cơ sở vật chất, điều lệ, quy chế, nội quy, quy tắc ứng xử và các quy định khác liên quan của nhà trường để học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức được trách nhiệm của mình, rèn luyện một số kỹ năng cần thiết khi bước vào năm học mới. Các hoạt động được tổ chức phù hợp với điều kiện của mỗi nhà trường, phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự quản của học sinh, gắn với các hoạt động xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, đảm bảo tính lan tỏa trong toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và phụ huynh học sinh. Các nhà trường cũng đặc biệt coi trọng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, coi đây là cầu nối mật thiết giữa nhà trường với gia đình và xã hội. Bên cạnh đó, các nhà trường tích cực tổ chức tốt công tác trực ban, tuần tra, bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự trong trường và trước cổng trường, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, mất trật tự về an toàn giao thông, nhất là trong dịp đầu năm học mới. Với việc tích cực đẩy mạnh các phong trào an toàn trường học sinh các ngành học, cấp học trong tỉnh yên tâm phấn khởi trong năm học 2018-2019.
lần đầu tiên du lịch Việt Nam được Tổ chức Du lịch Thế giới đánh giá là quốc gia đứng đầu khu vực và là một trong 6 quốc gia hàng đầu thế giới có mức tăng trưởng du lịch cao. Tuy nhiên, lượng khách liên tục tăng cao cũng đang gây áp lực trở lại cho việc giữ chất lượng điểm đến. Hơn 11 triệu du khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng vừa qua được coi là con số ấn tượng về sự tăng trưởng của ngành công nghiệp không khói. Thế nhưng xuất hiện nghịch lý là lượng khách tăng nhanh nhưng số tiền chi tiêu của mỗi du khách khi đến Việt Nam lại dậm chân tại chỗ. Vì vậy, đóng góp của ngành du lịch cho ngành kinh tế không cao. Cố gắng chuyển hướng dần từ việc là ưu tiên phát triển về số lượng thì sẽ chuyển qua là ưu tiên phát triển về chất lượng khách du lịch. Đó là tập trung vào các cái thị trường khách du lịch quốc tế mà có chi trả cao cho ngành du lịch. Năm 2017 vừa qua, tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 500.000 tỷ đồng, đóng góp trực tiếp 7,9% GDP. Theo Nghị quyết 08 của Chính phủ, một trong những chỉ tiêu năm 2020, ngành du lịch phải đóng góp trên 10% GDP và thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Song để đạt được mục tiêu này, ngành du lịch Việt Nam còn rất nhiều khó khăn và thử thách. Bởi điều quan trọng không chỉ là con số bao nhiêu lượt khách đến với Việt Nam, mà là hiệu quả của sự tăng trưởng bền vững. Trên địa bàn tỉnh Nam Định hiện có trên 124 làng nghề, trong đó có 17 làng nghề truyền thống với lịch sử hàng trăm năm được người dân cả nước biết đến. Du lịch làng nghề truyền thống đang là bước phát triển mới của ngành du lịch tỉnh Nam Định. Những năm qua, nhiều du khách trong nước và quốc tế đã đến với các làng nghề truyền thống. Tuy nhiên, việc khai thác du lịch làng nghề còn nhiều hạn chế, chưa xứng với tiềm năng, do một số nơi chưa có kinh nghiệm về quản lý và tổ chức, phát huy thế mạnh của sản phẩm du lịch này. Phát triển du lịch làng nghề truyền thống không chỉ mang lại lợi nhuận kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, mà còn lưu giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc. Thời gian tới, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các huyện thành phố cần chủ trì, định hướng những giải pháp mang tính chiến lược phù hợp với điều kiện thực tế của từng làng nghề, đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của tỉnh, trong đó có sản phẩm du lịch làng nghề, quan tâm nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, tôn tạo cảnh quan môi trường, tiến hành sưu tầm các tài liệu, hiện vật có giá trị về truyền thống của các làng nghề. Cần xây dựng quy hoạch khu sản xuất, khu triển lãm để du khách tham quan tìm hiểu và có thể tham gia làm một số công đoạn tạo ra sản phẩm. Nhằm khắc phục tình trạng đổ rác thải bừa bãi trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã tập trung chỉ đạo thành lập các tổ thu gom rác thải, quy hoạch xây dựng bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh tại các thôn, đảm bảo môi trường nông thôn luôn sạch đẹp. Hiện nay, xã đã thành lập được 8 tổ thu gom rác thải có nhiệm vụ trực tiếp thu gom rác vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần, thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các hộ dân nâng cao ý thức phân loại, xử lý rác thải ngay tại gia đình, hạn chế sử dụng túi ni lông, các loại rác thải khó phân hủy. Nhờ đó, đường làng ngõ xóm luôn sạch đẹp, không còn tình trạng các bãi rác tự phát mọc lên trong khu dân cư như trước đây. Xã có 2 bãi chôn lấp tại thôn Dị Chế và thôn Đa Quang. Từ nay đến cuối năm 2018, xã hoàn thành xây mới thêm 2 bãi rác tại thôn Nghĩa Chế với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Nhờ đó, môi trường nông thôn ở đây từng bước được nâng cao, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra. Các giải pháp trong công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đang được huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình tập trung triển khai thực hiện nhằm bảo vệ cảnh quan môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Hàng ngày, xe thu gom của 5 xã thuộc tiểu khu 1 của huyện chở rác thải sinh hoạt đến để xử lý tại lò đốt của Hợp tác xã Dịch vụ Vệ sinh Môi trường Đồng Tâm ở xã Hội Ninh. Với ưu điểm đốt bằng không khí tự nhiên, khí thải thoát ra ống khói đảm bảo các tiêu chí về môi trường. Vận hành khá đơn giản, không cần sử dụng nhân công trình độ cao, có thể sử dụng trực tiếp lao động tại địa phương. Và trung bình, mỗi ngày có thể xử lý từ 5 đến 6 tấn rác thải. Theo khảo sát của Ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn, tổng lượng rác thải sinh hoạt trung bình mỗi ngày trên địa bàn huyện là trên 58 tấn. Trong khi đó, tổng lượng thu gom xử lý của các xã thị trấn chỉ được trên 34 tấn một ngày. Vì vậy, để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, cùng với việc triển khai mô hình lò xử lý rác thải sinh hoạt tại địa phương, huyện Kim Sơn chỉ đạo triển khai đồng bộ mô hình thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tại nhà máy xử lý rác thải Tam Điệp. Mỗi một xã do vị trí địa lý khó khăn thì lựa chọn bằng phương pháp sử dụng hố xử lý rác thải sinh hoạt 2 ngăn tại hộ gia đình.
Việc chỉ đạo các xã thị trấn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác vệ sinh môi trường, tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia sẽ phát huy được vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.